Sáng nay em gửi 23 lục cho 23 anh em cưu thủ của 23 tỉnh thành phố. Cảm ơn anh em cưu thủ đã quan tâm sử dụng lục cô gái tên Linh Bình Thuận. Anh em nào cần sử dụng lục cô gái tên Linh Bình Thuận xin vui lòng liên hệ số điện thoại 0947 252 874 hoặc Zalo 0947 252 874. Giá cả và chất liệu lục em có ghi rõ trên từng hình trong album Zalo của em, anh em kết bạn Zalo để tiện tham khảo nhé. Và cũng sẵn tiện cái clip gửi lục cho anh em đây, em cũng thông báo giá cụ thể trên từng loại luôn nè. Như lục sinh viên 700.000 bao ship, trụ nóc móc sắt, chất liệu thép mạ đồng, lục thép mạ đồng trụ móc ti đồng 900.000 bao ship, lục thép đen hoặc inox 1.000.000 bao ship, lục lưỡng kim 1.200.000 bao ship, lục hai mặt trụ inox móc sắt chất liệu lưỡng kim 1.000.000 bao ship, lục hai mặt trụ móc ti đồng chất liệu lưỡng kim 1.200.000 bao ship, lục cánh bướm một mặt và hai mặt, tức là vừa một mặt sang cánh bướm và hai mặt cũng sang cánh bướm, đồng giá 1.300.000 bao ship, chất liệu lưỡng kim trụ móc ti đồng, lục đa năng vừa lục giáo vừa lục cây chất liệu lưỡng kim trụ móc ti đồng 1.500.000 đồng bao ship, lục gáo chất liệu inox trụ cố định 550.000 đồng bao ship, lục gáo trụ móc ti đồng lục lá bồ công anh 800.000 đồng bao ship. Ngoài ra bên em còn cung cấp thêm phụ kiện trang trí lục, các phụ kiện đi kèm như áo lục, áo sào, túi bổi, sào nhập, sào việt, tất cả các phụ kiện cô gái. Anh em quan tâm thì quan tâm là kết bạn Zalo. Cảm ơn anh em đã quan tâm. Lục cô gái tên